Đây là căn nhà dưới 1 tỷ, ngang 3 mét rưỡi, dài 10 mét, một trệt một lầu, hai phòng ngủ hướng Tây Bắc, sổ hồng riêng, nằm gần nhà thờ Bình Chánh, cách chợ Bình Chánh chỉ khoảng 1 cây số. Và đây là căn nhà rất gần nhà thờ Bình Chánh các anh chị, hẻm xe hơi, một trệt một lầu hướng Tây Bắc, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, khu dân cư rất là đông đúc, xe hơi đậu tới nhà luôn các chị nha. Đã quay trở lại kênh Sài Gòn House. Hôm nay thì Huy có một số công việc nên là không có ra video vào lúc 8 giờ cho những anh chị. Và hiện tại thì lúc là 10 giờ mình mới đi công việc về. Và bây giờ mình sẽ làm một cái video đăng cho những anh chị đã đăng ký theo dõi và những anh chị mới. Hôm nay mình lên Bình Tân và có một cái dự án rất là hot trong thời gian sắp tới. Và hy vọng là các anh chị sẽ gặp mình trong thời gian sắp tới những cái căn nhà ở trên Bình Tân. Và hôm nay thì mình dọn về căn nhà mới này. Đây, căn nhà ở trong khu đô thị 5 sao. Thì sắp tới mình sẽ chia sẻ nhiều hơn cho các anh chị về những cái pháp lý, những cái dự án mới tốt nhất, giá cả rất là đa dạng cho những anh chị. Và đặc biệt là có những căn nhà rất là đẹp. Hy vọng các anh chị sẽ ủng hộ clip này cũng như là kênh của mình. Hãy đăng ký kênh để mình theo dõi những clip sắp tới. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các anh chị căn nhà tuyệt vời này nha. Hello các anh chị, Huy đang đứng ở ngay chợ Bình Chánh đây các anh chị. Đây là đường Đinh Đức Thiện các chị nha. Hôm nay mình sẽ quay cái căn nhà cho các anh chị xem. Căn nhà này thì cách cái đường chỗ Đinh Đức Thiện này tầm khoảng 1 cây số các anh chị nha. Đường này là đường Trịnh Như Khuê, cách ngang với đường Đinh Đức Thiện ra quốc lộ 1A nha. Đó, xe buýt đi qua rất là nhiều. Xe buýt này về bến xe Chợ Lớn nha các anh chị, rất nhiều xe buýt đi qua đây, bến xe Hưng Long rồi Chợ Lớn là đi qua đây hết. Và khu vực này là chợ Bình Chánh này các anh chị, đó, nằm ở sau lưng chợ Bình Chánh nha. Khu vực đường này là đường Trịnh Như Khuê, nằm phía sau lưng. Và các anh chị đi từ quốc lộ xuống mình sẽ gặp Đinh Đức Thiện nha. Mình gặp ngã tư đầu tiên là Trịnh Như Khuê, mình sẽ quẹo phải vô chỗ nhà thờ này. Ở đây là trường tiểu học Bình Chánh, đó, rất gần nhà thờ của chúng ta. Nhà chúng ta được cái là ra đây rất là gần. Và đây là nhà thờ Bình Chánh các anh chị nha. Đây là nhà thờ Công giáo của Bình Chánh. Nhà thờ này thì tới 4 lễ luôn. Nếu anh chị nào bên Công giáo thì mình có thể quan tâm thông tin này. Nó có 4 lễ nha. Buổi sáng 2 lễ, buổi chiều, buổi tối 2 lễ nữa là 4 lễ. Đây là con đường Trịnh Như Khuê này. Con đường này là con đường đi ra chợ Bình Chánh. Ra đến khoảng vài trăm mét là tới nha. Và ngay đó là cái trường học, tiểu học Bình Chánh. Nhà chúng ta ra đây khoảng tầm một cây hai số. Đường này đường bờ nhà thờ các anh chị, nó sẽ kết nối với đường quốc lộ 1A nha. Đó là quốc lộ 1A, xe đang chạy là quốc lộ 1A đó. Và khi mà chúng ta đi xuống thì chúng ta phải quẹo vô Đinh Đức Thiện, sau đó chúng ta quẹo vô Trịnh Như Khuê này, ra tới cái nhà thờ này. Và đường ngay nhà thờ này sẽ có đường bờ nhà thờ, bên hông nhà thờ bên tay phải nha. Đây là đường bờ nhà thờ, con đường sẽ dẫn tới căn nhà của chúng ta. Bên hông nhà thờ Bình Chánh có con đường là bờ nhà thờ. Và chúng ta sẽ chạy vô căn nhà của chúng ta khoảng một cây số là sẽ tới căn nhà của chúng ta. Và đi xe buýt cũng rất là tiện nha. Và đây là mặt trước của căn nhà của chúng ta, gồm một trệt một lầu các anh chị. Hẻm này là hẻm xe hơi 4m các anh chị nha. Xe hơi vào và có thể quay đầu vô tư. Kế bên nhà mình là có cái tiệm tạp hóa mới mở luôn các chị nha. Căn nhà này thì nằm trong cái dãy khoảng 10 căn thì bên mình đã bán hết. Bây giờ chỉ còn một cái căn này giá rất tốt nha. Các anh chị có thể thấy cái xe hơi đậu ở bên trong đó. Xe hơi mình có thể quay đầu được nha. Căn nhà này thì ngang 3,5m, dài 10m. Hướng chính của căn nhà là hướng Tây Bắc các anh chị. Và căn này thì nằm gần nhà thờ Bình Chánh luôn. Ra nhà thờ chỉ khoảng 1 cây. Căn nhà rất là sáng sủa nha. Thiết kế một cách khá đơn giản. Và giá của căn này thì dưới 1 tỷ các anh chị, rất là hời luôn. Trước đây mình đã bán báo giá căn này là trên 1 tỷ. Tuy nhiên thì bây giờ chỉ còn một căn duy nhất và mình muốn là bán luôn nhanh gọn lẹ. Nên là giảm giá đặc biệt cho các anh chị. Dưới 1 tỷ là mình có thể mua được.
Căn này trước đây mình chào giá là 1 tỷ 050, tuy nhiên bây giờ bán giá rất rẻ luôn, còn một căn cho nên là mình muốn bán dứt điểm luôn. Đó, khu vực này là khu vực bếp nha các chị, gồm mà tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Đó, tủ này làm bằng ván ép công nghiệp ha, cũng khá là bền nữa các chị. Và nhà của chúng ta thì gồm một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Ngay chỗ bếp này mình có thể đặt cái máy giặt ở đây nha, có ống chờ sẵn luôn. Căn này thì dưới 1 tỷ thôi, em sẽ báo giá vào gần cuối video, các anh chị hãy theo dõi hết video dùm em nha. Và nhớ đăng ký kênh nha. Đó, nhà vệ sinh bên dưới rất là ok luôn. Căn này rất là sáng sủa, rất là thoải mái và rất là sáng các chị, tức là thông thoáng nha. Nhà gồm một trệt một lầu và giá dưới 1 tỷ, sổ hồng riêng. Đó, nhà chỉ có 3 mét rưỡi và dài 10 mét thôi. Đây là cầu thang khá là gọn nha, tinh gọn. Nhà thì phòng khách cũng khá là dài và rộng nha các anh chị. Đó, căn này thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ này, hai nhà vệ sinh luôn. Đó, căn này trần khá là cao ha. Và giá đầy đủ của căn này thì em sẽ bật mí vào cuối video. Anh chị nào mà cần coi giá chính xác, mình có thể tua hết video luôn. Đó, còn mình coi xíu nữa là có giá liền. Đặc biệt kênh này là báo giá đầy đủ luôn, không có báo giá ảo nha. Đây là phòng ngủ thứ nhất của chúng ta, lên cầu thang quẹo phải là chính là cái căn phòng ngủ này. Đó, phòng ngủ này cũng khá là rộng. Căn này thì dành cho gia đình khoảng tầm 4 người là được nha. Đó, cầu thang ở giữa này. Và căn này dưới 1 tỷ luôn. Trước đây là em bán là 1 tỷ 050, tuy nhiên là bây giờ chỉ còn một căn thì muốn làm luôn cho nó xong ha, bán nhanh gọn lẹ. Đó, nhà vệ sinh ở giữa hai phòng ngủ ha, cũng rất là thông thoáng. Ở trên này mình có thể để một cái bồn nước nha. Ở trên là mình lợp tôn rõ ràng. Và tất cả cái cửa đây là khung sắt hết, kính cường lực. Đây là phòng ngủ thứ hai. Đó, phòng ngủ này khá là rộng, rộng hơn phòng trước ha, có cửa sổ này, cửa đi ra ngoài ban công của chúng ta thì khoảng 1 mét thôi. Và đằng trước là thông thoáng nha. Đằng trước của chúng ta rất là thông thoáng. Đó. Căn này thì bật mí giá luôn. Bây giờ bán chỉ có giá 900 triệu thôi. Anh chị nào nhanh chân thì mình lượm căn này luôn nha. Đó, không gian rất thoải mái, rất đẹp. Và gần chợ Bình Chánh, gần nhà thờ Bình Chánh các anh chị, khoảng 1 cây thôi. Đó là con đường bờ nhà thờ trước mặt mình nha. À, hẻm này là hẻm xe hơi tới nhà luôn. Em sẽ quay cho các anh chị xem luôn nha. Hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hướng chính của căn nhà là hướng Tây Bắc, sổ hồng riêng từng căn, các anh chị nha. Trả một lần 900 triệu, không hỗ trợ vay ngân hàng. Đây là giá đầy đủ, không phải giá ảo nha. Các anh chị hãy đăng ký kênh để mình nhận được những video hàng ngày sắp tới giúp em. Bình Chánh, Bình Tân, Nhà Bè, tất cả các quận, quận 6, quận 7, quận 8 sắp tới đều có nhà hết các anh chị nha. Hãy đăng ký kênh để mình nhận được những cái thông báo, nhận được những cái thông tin nhà mới nhất dùm em 20 giờ mỗi ngày. Hôm nay thì em bận công việc cho nên là không ra video vào lúc 20 giờ. Tuy nhiên thì em cố gắng làm video cho các anh chị, ngày nào cũng có video. Đó. Căn này này, mình xe hơi tới nhà luôn các chị nha. Đường này là đường 4 m nha. Đó, kế bên mình có cái tạp hóa mới mở luôn. Rất là tiện lợi phải không các anh chị? Đó. Đằng trước mình có 3 căn và đằng sau có 6 căn. Đó. Đây là xe hơi nè các anh chị, xe hơi mình có thể vô tới nhà luôn này. Đó, vô đây quay đầu vô tư luôn. Ở nhà mình xe hơi thoải mái luôn. Và các anh chị hãy đăng ký kênh nha. Căn này chỉ có 900 triệu, đăng ký kênh cho em để mình nhận được những thông báo mới nhất. Hãy nhấn vào nút chuông nha, chuông thông báo để mình nhận được video mới nhất nha. 20 giờ mỗi ngày các anh chị hãy vô kênh cho em. Và nhớ like, bình luận cho em nha. Căn này giá đầy đủ là 900 triệu thôi, không có báo giá ảo cho các anh chị đâu. Gần nhà thờ Bình Chánh. Gồm một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh hướng Tây Bắc được chưa? Sổ hồng riêng từng căn. Đó, các anh chị thích căn này hoặc những căn nhà khác mình có thể vô kênh để tham khảo thêm. Và căn này rất đẹp đẽ, rất sạch sẽ. Nhà chỉ có 900 triệu thôi. Đó, rất đẹp luôn. Và dân cư rất là đông đúc nha, kế bên có tạp hóa luôn nha. Các anh chị hãy đăng ký kênh và hãy gọi điện cho em để mình được đi xem những căn nhà này sớm nhất nha. Và mình có thể tư vấn thêm những vấn đề khác như đất nền, nhà, phố, vân vân, biệt thự, vân vân. Đó, đường này là vô tư luôn. Hãy đăng ký kênh để mình nhận được video sớm nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong thời gian sớm nhất. Hẹn các anh chị vào ngày mai 20 giờ video mới nha. Hãy đăng ký kênh. Đăng ký kênh để mình nhận được những thông báo mới nhất, những video tốt nhất từ kênh này. Xin chào các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào ngày mai.